Chưa khác. Nhìn chứ. Vô kiếp trước tôi cũng lựa cô của tôi trước hả? Nè. Ủa nó còn có một cái ở trên hả? Cái này ngã hả? Sao mình nên hai tay vậy? Chơi nó chơi có con tay một bên đây bệnh qua bên kia dính lại đâu gớt được. Sao vậy trời? Con con đi. Em thấy à? Thấy gì? Thấy gì? Dữ dằn nè. Dữ dằn nè. Bình tĩnh lấy. Khoan để em coi. Kỹ thuật liền. Kinh nghiệm cái đây. Chính vậy rút ra được mà để lên gớt đó. Hù. Hay quá. Chắc tiêu quá. Ờ cái cuối dễ ấy hơn nha. Ờ dễ, rút đại đi có đại được. Rồi luôn á. Ok ok. Dưới cái cây của Hoàng Thành hết biết luôn khổ. Hay quá. Quá siêu. Để đàn quần được. Cần gặp bên này lên, cần gặp bên này nè. Hà ơi. Hà ơi. Chết rồi. Hà xanh mặt hết rồi. Toàn này. Toàn sợ, toàn giá cho hàng gớt đi. Nhà nó cũng khó. Thằng nào cũng khó nha. Rồi, cái đó cũng khó vậy nha. Khó lắm. Đang hỏi coi chừng này. Rút bỏ cái máy bên này nè. Đừng ta đã thấy rồi, ta đã thấy rồi. Rút bỏ cái máy bên này nè. Tại vì bên này nè, nó bị nghiêng con quá trời rồi. Bên này nè. Nguyên cái hàng cây đây nè. Ta đã thấy rồi. Chắc chưa? Thấy rồi. Cái ngón trỏ. Thôi nó khó lắm. Dễ mà. Khéo nhẹ, khéo nhẹ. Sao đằng nào cũng nhìn giống hết trơn á Tùng. Lấy đi, lấy đi. Ê, ê. Không được, để cho không được. Để chồng lên luôn. Rồi. Rút cái ẹt liền chứ gì. Chết rồi. Thằng hốt nè. Ủa, thấy cô hả? Thấy cô hả? Em thấy cây của em. Lấy cây của em, cây em, cây nào cũng có biết cây nào đâu, cây của em. Đây, trời biết sao. Qua đây đi nữa. Cái này cũng chơi á. Trời ơi, lần nào cũng là tôi. Cái này còn ác hơn. Thành thôi, cứ quay anh Thành cái tự con mình để ở dưới này được không cô? Không nhất thiết để cho nó không? Để đó thì nó là để đó rồi, để chỗ khác. Muốn để sao cũng được. Muốn để đâu đó, để. Gì? Đi đâu vậy? Đi thử. Rồi chiều nay con có học quá không? Không. Ăn cơm chưa? Ăn đi. Sao đồ cái nào cũng cứng nhắc hết trơn. Thật sự là em lỡ tay chứ phải là ý em để vậy. Nhưng mà nó là như vậy. Không biện minh nữa. Em sập đi cho cô khỏi thua coi. Sơn Hoài cũng ngại cô ơi. Sơn Hoài cũng ngại. Một tay thôi chơi gì, tay chị thôi ấy hả? Sơn Hoài cũng ngại. Bảy cái giữa là được không? Không gì. Nói ngờ là biết là cái lịch sử này. Ôi, cái nào nó cũng cứng ngắc hết trơn á. Tôi có chỉ. Cần tôi chỉ không? Ờ, được rồi. Để cho từng người tự lấy đi. Thành nó bị thôi, cái khỏi dòng chiến thôi thôi. Tụng vô chú rút cái này là cái trên đây nó sạch chắc luôn á. Đúng. Bạn để nó nhúc nhích vậy nè. Chính xác, cho nên em sập luôn cho nó rồi. Nè, rút cái của anh Thành ra. Nè. Ờ, cái này Thành cũng được. Nè, cái này nè. Không, cái đó không được. Cái này nè. Nghe lận ly đi. Cô nói cái này nè. Cái này hả? Thôi cái này đụng cây của Thành đâu được. Cây này nó sập. Không tin cây này thôi. Ừ. Ừ, cái đó nghe được. Đó, một à. Hai ba. Cực luôn sập đó. Đừng đập, đập này. Đập này. Cần lên. Ở kia, để bên kia lại. Để lên trên đây nè. Để mà cho nó nhẹ nhàng. Để không được. Để lên, để cho đó thôi, chứ để chỗ nào giờ. Để dưới đây. Để đây không, để trên nè. Để đi. Hay quá. Được mà, tôi nói được mà. Ồ.
đang quay phim. Ngồi cả chưa? Chỉ đi, chỉ đi, chỉ đi. Anh đừng biết đâu cô. Cô hồi nãy cái cây đó em thấy đúng mà. À. Gió kìa, có ai cần cái tắt quạt không? Cái này gió cũng sạch nữa. Nhưng mà để ra đây mới ngó được cô. Thế ai vậy? Thế Thành đó vậy? Cô để vô đây đi cô. Để vô đi cô. Sao được cô? Sao được? Ồ. Bên trên luôn đó cô. Kệ. Xin một bên này tiếng này cô. Chắc là sao? Dạ, dạ. Gọi Thành vào lần rồi đó. Căng não. Anh mà lấy cô cô. Ủa anh Thành đấy à? Thành đi lại. Rồi, rồi. Nó đang gì đâu. Bạn không thấy được cho bạn lý. Rồi, thế nào cũng sập nữa à. Cái chỗ đó chắc được rồi. Quạt đi nha. Thôi kệ đi, bạn ở trên mà. Đó, 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 lâu ơi, lâu ơi, lâu ơi, lâu ơi. Lâu ơi, lâu ơi, lâu ơi, lâu ơi. Ý là tắt quạt chưa phải đẩy quạt. Rồi sắp đây thua rồi, sắp đây trời. Mở quạt lên đi, nực dữ rồi đó. Tôi mất cỡ vậy về rồi.